thả xuống đi. Các bác có thể nhìn thấy này, mic nó hoàn toàn nó sẽ không bị bục lên loa và bảo vệ luôn loa cho các bác nhé. Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam giới thiệu đến anh em một trong những dòng mic rất là quen thuộc của hãng PS Audio, và là một trong những dòng mic mà đã làm lên tên tuổi của hãng nhé, từ những ngày thành lập hãng PS Audio thế này. Và đây được đánh giá là một trong những dòng mic giữ được chất âm bền hay, và là một trong những dòng mic mà hay trong tầm tiền của nó nhé. Và giá thì hiện tại ở ngoài thị trường đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Đấy, thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh thì sẽ có một bài review và cũng như là giới thiệu lại về cái dòng mic này. Và đây là một trong những phiên bản của năm 2022 mà vừa mới cập bến tại cửa hàng Hiếu Minh, và nó có những rất là nhiều cái tính năng đặc biệt ở trên những cái dòng mic đời cao nó mới có nha các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các bác về cái bộ mic của PS VK6 này. PS Audio thì các bác cũng đã biết là một trong những nhà hãng đã rất là lâu năm trên thị trường và đã phân phối từ những cái dòng vang cơ lai số này, những dòng vang cơ này và những dòng đẩy này, đẩy như là đẩy PSP 4800 này, và bây giờ là những dòng đẩy 2 kênh và những dòng đẩy 4 kênh đấy. Và bây giờ rất là nổi tiếng và đến cả loa đấy nha các bác nhé, và những dòng vang số. Thì hôm nay thì em sẽ quay lại với các bác về cái bộ mic PS VK6 này. Thì tại sao em phải giới thiệu đến các bác? Tại vì nó có một cái tính năng rất là đặc biệt, là những cái tính năng mà ở trên dòng mic cao cấp mới có, đó là những cái tính năng như là dò sóng sạch này, đấy, tự ngắt này, và tính năng cảm biến gia tốc nha các bác nhé. Tính năng cảm biến gia tốc ở trên cái dòng mic này mới có, và em cũng vừa có một bài test để sẽ gửi tới các bác nhé trong clip ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ review lại một vòng về cái dòng sản phẩm của PS Audio VK6 này. Thì về nhắc đến dòng sản phẩm này thì các bác khách hàng đã rất là quen thuộc và cũng như là đang dùng những cái dòng mic của PS Audio mà bên cửa hàng Hiếu Minh đang bán và phân phối nhé. Và những dòng sản phẩm này thì bên trong thì nó có một cái phần lớp là lớp xốp này, chống va đập này, và bên trong thì nó đầy đủ các phụ kiện như là dây 6 ly này, đấy, củ adapter nguồn này, 12V 1A này, và phần chống lăn này, chống lăn cho để chống xước cho phần đuôi tay mic này, và một phần chống lăn này, đấy, và pin này, pin này, pin đây là phần pin là pin dùng một lần nhé các bác nhé, và dầu mic. Và phiên bản của năm 2022 này thì đã được cải tiến và nâng cấp thêm cái phần tính năng là cảm biến gia tốc nha các bác nhé, và phần tính năng nữa là phần tính năng tự ngắt trên cái dòng mic PS VK6 này thì cũng vừa mới tích hợp đã có tại cửa hàng Hiếu Minh. Thì về phần tay mic thì đây vẫn giữ một bản sắc là một màu trắng bạc nhé, màu này màu trắng bạc, và được phủ một lớp sơn tĩnh điện rất là khó xước nha các bác nhé. Đấy, rất là khó xước, rất là trơn nhé. Màu này là màu nó giống màu sơn của mic DB 450 25 mã nha các bác nhé. Hơi giống. Và phần trục mic này thì đấy nó phủ một lớp bạc nha các bác nhé, lớp bạc chống chảy, chống ăn mòn nha các bác nhé. PS VK6 này là một trong những dòng mic rất là đẹp. Đây, còn về phần bên trong đây. Bên trong cái phần tay mic này đây các bác có thể nhìn thấy là, em sẽ mở cho các bác nhé, đây là một tay vừa làm này. Đây. Và bên ngoài nó phủ một này là hoàn toàn bằng nhôm nha các bác nhé. Vỏ nó vỏ nhôm này, các bác nhìn thấy chưa? Sử dụng bằng nhôm nhé. Nhôm. Đấy, rất bền. Và con này ở đây nó có tem này, tem của hãng PS Audio, và có cả tính năng nữa là tần số xa, tần số gần nhé. Sử dụng mic ở sóng xa, sóng gần đều được nhé. Nếu các bác muốn hát nó giải nó bay bổng và cao tiếng mic thì các bác có thể gạt về HI, và còn muốn trầm ấm và nghe nó trầm ấm này và đầm ấm thì các bác có thể gạt về về giải lao nhé, giải LO đấy. Thì các bác có thể nhìn thấy này. Đây, mic này PS Audio nhé. PS Audio. Và về phần trong đầu thu thì các bác có thể nhìn thấy là nó thiết kế nó vẫn giữ được cái bản sắc màu của nó này, màu đen ấy.
đấy, một phiên bản màu đen thì các bác rất dễ dàng phối ghép bộ dàn nhé, dễ dàng phối ghép bộ dàn. Và một phay nhôm nó hơi xước này, đấy, các bác nhìn thấy chưa, phay nhôm màu đen này đấy. PSVK6 tăng giảm âm lượng này. Tăng giảm âm lượng mic này, xét tần số sóng ở đây. Tần số sóng là khi các bác có thể dò sóng hay là mic nó bị lệch tần số sóng thì các bác có thể nhấn vào nút xét này, thì các bác có thể đưa vào màn hình IR ở đây đấy. Và một màn hình hiển thị LCD ở giữa rất là lớn này, hiển thị các thông số của mic và các tần số của mic này. Đây, đằng sau này thì các bác có thể nhìn thấy là nó có hai cổng đường Canon để cắm hai đường mic riêng biệt này, và một cổng đường mic 6 ly chung nhé, đường mic 6 ly chung này, và một cổng áp tơ nguồn này, và hai cổng của phần dâu tem bảo hành, tem hãng. Đây, tem xác thực sản phẩm của hãng PS Audio. Và bây giờ thì em sẽ gửi đến các bác về cái phần đó là phần test về cái độ cảm biến gia tốc và cũng như là tính năng tự ngắt ở trên cái dòng mic PS VK6 này nhé. Và sẽ gửi các bác chất âm của bộ cái dòng mic này. À, như em đã giới thiệu đến các bác thì cái tay mic này ấy, ở trên cái con mic PS VK6 nó có một tính năng nó rất là quan trọng, đó là tính năng cảm biến gia tốc các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ test và gửi tới các bác cái phần cảm biến gia tốc nhé. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy này. Đây. Alo, em alo thử xem tiếng. Alo. Rồi. Và cái phần cảm biến gia tốc này thì em khuyến cáo các bác là không nên thử ở nhà nhé. Và không nên thử ở những phần mặt bằng cứng nhé. Đấy, cái này là phần cảm biến. Và em sẽ gửi tới các bác này. Bây giờ em thả cho anh cái tay mic này xuống đi. Đây. Đấy nhá. Rồi, thả xuống đi. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy này, mic nó hoàn toàn nó sẽ không bị bục lên loa và bảo vệ luôn loa cho các bác nhé. À. Rồi, thả thêm một lần nữa đi em. Thả thêm một lần nữa. Trên một dòng mic này và những cái tính năng như là cảm biến gia tốc này, tự ngắt thường ở trên những cái dòng mic cao cấp mới có nha các bác nhé. Và ngày hôm nay thì đã có mặt tại trên bộ mic PS VK6 và phiên bản năm 2022. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ quay và test chất âm của cái bộ mic ở PS VK6 này gửi tới các bác nhé. Yeah.
bây giờ mình tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.